Bình Định với rất nhiều đặc sản phải kể đến như là rượu bầu đá, nem chua chợ huyện và rất nhiều đặc sản khác nhau. Hôm nay mình xin giới thiệu đến anh em món bánh ít lá gai, loại bánh truyền thống của người Bình Định. Bánh có hương vị rất riêng, được kết hợp hài hòa giữa vị ngọt của đường, vị bùi của đậu xanh, vị béo của dừa, cay cay của gừng, cùng vị thơm của nếp dẻo và lá gai tạo nên một chiếc bánh lá gai tuyệt hảo. Bánh có màu đen nhân đậu xanh, được gói với lá chuối, tạo nên một hương vị rất chi là Bình Định nhé cả nhà ơi. Đặc sản bánh hồng Tam Quan Bình Định, mấy bạn đã thử chưa? Hello cả nhà, lại là tôi đây. Bánh hồng là một món đặc sản lâu đời của miền đất võ. Bên cạnh bánh ít lá gai và bánh tráng nước dừa, món bánh này thường xuất hiện trong những dịp cưới hỏi của người dân địa phương nơi đây. Nguyên liệu để làm ra bánh này cũng khá là đơn giản, chỉ có gạo nếp, đường kính và dừa. Bánh dẻo, có vị ngọt vừa phải, được tráng bên ngoài một lớp bột màu trắng. Còn chờ gì nữa mà không thưởng thức món này cả nhà ơi. Tam Quan, một thị trấn nhỏ của tỉnh Bình Định, nơi đây vốn dĩ rất nổi tiếng với món bánh tráng nước dừa, bánh hồng. Ngoài ra còn một món bánh cũng khá là nổi tiếng tại đây nha, đó chính là món bánh khoai lang. Nguyên liệu để làm ra món bánh này gồm có khoai lang, hạt me, cốt dừa, gừng, bột mì. Món bánh này nhìn cũng khá giống với món bánh tráng, nhìn vẻ bề ngoài vậy chứ món bánh khoai lang này rất là mềm và dẻo. Bánh có thể ăn liền hoặc nướng lên cũng có thể ăn được bạn nha. Còn chờ gì nữa mà không triển ngay hen.